Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn Ca Long, Ca Lanh, xã Đạ Trai, huyện Lạc Dương. Bốn du khách đi cùng một đoàn gồm nhiều người khi lội qua suối đã bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã tổ chức đi truy tìm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai du khách mắc kẹt trên cây giữa dòng nước lũ, cách xa bờ tới 70 mét. Lực lượng cứu hộ gồm 300 người thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ địa phương đã giải cứu thành công, đưa hai du khách này vào bờ an toàn. Tuy nhiên hiện còn hai du khách khác vẫn đang mất liên lạc. Không khí tang thương vẫn còn bao trùm căn nhà nhỏ của bà Ngọc, ngụ tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chiều ngày 7 tháng 11, chồng bà Ngọc đã dùng nguồn điện 220V từ trên nhà rồi nối dây điện vào cây vợt để bắt cá tại con rạch trước nhà. Không may, một đoạn dây điện đã bị hở, dẫn đến điện giật khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thì em đi làm về thì em thấy em chồng em là dây điện với cái cây vợt nằm ở dưới, em chồng nằm dưới luôn. Rồi em thấy vậy kêu con em nó rút điện ra rồi với kêu anh ở sớm á là cứu chồng em lên. Cùng cảnh ngộ, chồng bà Ngân cũng tử vong trong khi đánh bắt cá bằng sung điện trái phép. Người đã mất, nhưng nỗi đau cùng món nợ để mua công cụ và phương tiện khai thác thủy sản thì vẫn còn. Chị cũng kêu anh nghỉ mà anh không có nghỉ. Ý tiền lời tiền bổng được thật lắm mới chứ. Khảo không có ăn. Hai ngày đó là chị không có đi là anh chết. Đó. Mấy người mà làm xịt bổng là nên bỏ, chứ không có làm ngày này nữa. Những thiết bị đánh bắt thủy sản trái phép có thể tạo ra dòng điện từ 110 tới 220V, thậm chí lên tới 500V. Khi đánh bắt, vật điện được thả trực tiếp xuống nước, nên chỉ cần dây dẫn điện bị hư hỏng thì người sử dụng sẽ có nguy cơ cao bị điện giật tử vong. Qua đây thì công an huyện cũng một lần nữa kêu gọi người dân tự nguyện giao nộp các xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, không được sử dụng các xung điện này, kể cả thuốc cá, kể cả các ngư cụ bị cấm. Bởi vì đây là những cái hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, đồng thời nó là một trong những cái hành vi tiêu diệt cái nguồn lợi thủy sản. Sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép vẫn tái diễn ở nhiều địa phương. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người trực tiếp thực hiện, mà còn làm tiêu diệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.646 ha đất sản xuất bị bồi lấp, trong đó 1.460 ha đã thay đổi hiện trạng, cần phải cải tạo kịp thời để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2020-2021. Do mưa bão khắc nghiệt, vụ tỏi đông xuân 2020-2021 này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn như chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm. Đặc biệt, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão vừa qua, diện tích trồng tỏi của huyện có 60 ha đất bị cát, đất đá bồi lấp, hơn 260 ha đất bị xói lở. Hiện nông dân Lý Sơn đang bắt tay vào vụ tỏi mới với rất nhiều khó khăn. Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là vùng trũng thấp, nước triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn trong nhiều ngày đã làm gần 700 căn nhà của người dân, hơn 36 km lộ giao thông nông thôn bị ngập sâu, gần 1.500 ha lúa thu đông, nhiều diện tích mía, vườn cây ăn trái, rau màu bị ngập, thiệt hại từ 30 đến hơn 70%. Tại xã Triệu Nguyên, huyện Đắk Rông, người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến có cơn lũ lịch sử như vừa qua, nước ngập sâu nhiều khu vực ruộng đồng. Cơn lũ vừa rồi thì bắp là 4 sao, là nói chung là có trái thì ăn được rồi, là cũng giờ chỉ còn bãi cát trắng thôi. Còn vườn dưới đây là trong cây lưu niên, với chuối cũng có mấy chục buông rồi, nhưng cũng là bãi cát trắng thôi. Trên địa bàn huyện Đắk Rông, diện tích hoa màu gần như mất trắng. Riêng gia súc, gia cầm do lũ quét nên đã bị trôi gần hết, nhiều trang trại gần như tang hoang. Hai con bò là tài sản. Cơ sở sản xuất trái phép này trước đây là cơ sở sản xuất chế biến rau củ quả nông sản. Những năm gần đây đã tự ý chuyển sang thu gom lông gà, lông vịt và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cơ sở này lúc nào cũng đóng kín cổng nên lực lượng chức năng của xã cũng khó tiếp cận. Cái dự án Quang Minh Sáng ấy, thì nó cũng đã tồn tại nhiều năm nay rồi. Đấy, thì thực tế mà nói thì cái dự án này là tồn tại thì
không có giấy phép. Đấy, chưa được cấp, có thẩm quyền cấp giấy phép. Đấy, hiện nay là hoạt động với mang tính là chui lủi. Thế thì quan điểm của xã thì của huyện cũng vậy, là cương quyết xử lý. Thứ nhất là vấn đề là phải giải tỏa. Đấy, giải tỏa không để cho doanh nghiệp hoạt động như vậy. Quan điểm là như thế. Đấy, còn vấn đề thời gian thì đợi kế hoạch cụ thể. Do cơ sở sản xuất trái phép nằm giáp danh giữa ba xã Đồng Quang, Nhật Tân, Quang Minh và tồn tại không phép, nên cũng không có đơn vị tổ chức nào giám sát chất lượng khí thải và chất thải, đã và đang gây ô nhiễm môi trường nước và không khí cho khu vực xung quanh. Nhưng đã có nhiều ao cá gần đây phải dừng nuôi cá vì nước ao ô nhiễm nặng, nghi do nguồn thải từ cơ sở này. Nhân dân cũng đã có 2-3 lần, như vậy là rất là bức xúc. Phản ánh thì như vậy là cũng có 2 lần rồi. Đoàn về thành lập của Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện về như vậy là thẩm định và ký cam kết với nhà cơ sở là không sản xuất liêm phong. Thế nhưng báo cáo là trong cái thời gian như vậy về như vậy là cơ sở vẫn sản xuất nhăn nút chứ không sản xuất, như vậy đại trả. Nếu như mà vào cái hướng gió, đúng hướng gió nó thổi như cái nhà của em này, đóng cửa hết toàn bộ cả khu đằng sau là. Cách đây 2-3 tháng thì dẫn ra biểu tình thì là có công an tỉnh các thứ về vào cuộc, nhưng mà cả môi trường về vào cuộc nữa. Được hôm trước hôm sau thì nó lại sản xuất bình thường. Chính quyền xã Quang Minh khẳng định xã sẽ báo cáo với các cơ quan chức năng từng bước tiến hành giải tỏa, không để cơ sở gây ô nhiễm hoạt động trái phép, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sản xuất chăn nuôi của người dân.